Vâng, xin chào tất cả mọi người. Trong clip này mình có giới thiệu và đang bán một con đẩy bã hai kênh. Con đẩy này có hình thức bên ngoài và các linh kiện bên trong còn khá là mới và sạch đẹp. Và đặc biệt con đẩy này nó có mức giá rất là tốt. Vâng, và bây giờ mình sẽ đi giới thiệu chi tiết về con đẩy này. Con đẩy này đến từ thương hiệu CBM, có model là V5, là dòng đẩy bã hai kênh. Về hình thức bên ngoài của đẩy thì còn khá là sạch đẹp. Công tắc nguồn thì được thiết kế ở phía trước. Tổng thể hình thức bên ngoài mặt trước của con đẩy gần như là không có vết chảy xước. Số lượng thì có hai con, một con là V5 và một con là V3. Con V3 thì mình sẽ giới thiệu ở trong clip sau. Và đây là cái phần nội thất bên trong, là các linh kiện của con đẩy. Và mình sẽ quay tổng thể một lượt và lát nữa thì sẽ đi giới thiệu chi tiết về từng phần. Đầu tiên thì đây là cái phần biến áp nguồn. Con này thì nó sử dụng công nghệ mạch Class H và cái phần biến áp nguồn này cũng khá là to. Và trọng lượng con đẩy này nó cũng khá là nặng bởi cái phần nguồn nó khá là to này. Nguồn này nó khoảng 19 cm, gần 20 cm. Và đây là cái miếng đệm để đệm bằng cao su bảo vệ cái phần dây quấn ở phía bên dưới. Phần biến áp nguồn này chắc chắn là bằng dây đồng xịn rồi. Tiếp theo thì khu vực cầu lắn diode được bắt ở bên dưới lắp đáy của con đẩy. Và sử dụng 8 quả tụ lọc nguồn với dung lượng tụ là 100V 6.800 microfarad. Đây mình sẽ quay chi tiết về từng con tụ nhé. Đến từ thương hiệu tụ là Capcop. Tụ còn rất là đẹp. Đấy, trên lưng tụ này tất cả đều phẳng đét luôn nhé. Đấy, khu vực là con MOSFET được bắt ở trên cái tản nhiệt này. Con MOSFET nằm phía bên dưới. MOSFET này, diode hồi phục nhanh và những con ổn áp 78, 15, 79, 15 thì được bắt ở trên những cái thanh tản nhiệt này. Và đây là hai vế công suất. Con này thì anh em bán hàng thì khi gặp những con đẩy như thế này thì anh em hay nói là nó là cái dòng đẩy 5 vỉ. Nhưng mà thực ra thì 5 vỉ hay 1 vỉ thì hoặc là 2 vỉ, 3 vỉ thì quan trọng nhất thì nó vẫn là cái linh kiện xịn hay không và chất âm nó đưa ra như thế nào, công suất ra sao. Thế còn cứ quảng cáo nhiều vỉ thì cũng không nói lên cái vấn đề gì. Thì ở đây thì cái vỉ ngoài bên ngoài này là cái vỉ xử lý tín hiệu đầu vào. Các con OPAM khuếch đại thuật toán và những con IC xử lý những cái tín hiệu từ những con cảm biến đưa về thì nó sẽ nằm ở trên này. Con NM339 và những con OPAM khuếch đại thuật toán 5532 và những con transistor tầng linh kiện để của cái phần tầng tiền khuếch đại thì nó nằm ở trên cái vỉ này. Rất là nhiều linh kiện. Con đẩy này thì nó sử dụng 100% là linh kiện cắm, không sử dụng linh kiện dán. Và đây là cái phần chính của cái bo công suất. Nên con sò khuếch đại chính này thì là sử dụng cái dòng sò Toshiba có mã là 5200-1943. Và chúng ta cũng đếm sò xem là con này thì nó sử dụng bao nhiêu sò nhé. Để chúng ta sẽ đếm những con to này. Ở phía bên dưới là những con chở công suất này. 1 2 3 4 5 6 26 là 12. Mỗi vế có 12 sò. Còn đây là hai con sò thúc nhé. MOSFET thì nó nằm ở dưới này. Những con bù áp MOSFET thì nó nằm ở dưới này rồi. Nhưng còn đây hai con sò thúc này. Ở trên này hai con và dưới có hai con nữa. Mặt bên dưới có hai con nữa. Đây, tổng là có 4 con sò thúc và tổng là có 12 con sò là chính khuếch đại công suất ra loa. Ở đây tiếp theo là vế bên này. Tất cả thì còn nguyên zin từ keo chân rắc này. Đây là keo chân rắc nhé. Còn nguyên keo của hãng đấy. Cái keo này thì hãng họ đổ vào để cho chống nó bị khi vận chuyển hoặc là trong quá trình chúng ta sử dụng lâu dài thì nó không bị tuột cái chân rắc này ra. Ở đây còn nguyên keo zin nhé. Các linh kiện còn rất là sạch đẹp. Ở trên những cái dây dẫn này thì nó còn có cả một chút bụi này, bụi do thời gian sử dụng. Đó, tất cả sò là nguyên zin hết. Công suất của con đẩy này thì nó đạt khoảng 800W một kênh khi ghép bên ngoài trở kháng là 8 ohm. Với công suất này thì chúng ta có thể sử dụng con đẩy này để đánh với một cặp loa bát 40 từ 220-100 hoặc có thể sử dụng con đẩy này để đánh với hai cặp loa bát 30 từ 19-76. Đấy là chúng ta dựa vào những cái dòng loa mà nó có cái chất lượng tốt. Chứ còn những cái dòng loa mà chất lượng kém thì chúng ta cũng không thể khẳng định được cái điều đó.
Loa tốt thì cái độ nhạy nó cao và cái độ trở kháng nó cũng chính xác, nên là khi đánh nó dễ dễ ghép hơn, nó đỡ tốn công suất hơn so với cái dòng loa mà chất lượng kém. Tụ còn rất là đẹp này, sử dụng 4 con cầu diode được bắt ở phía bên dưới nhé. Con này sử dụng công nghệ mạch cắt H, sẽ có hai áp cấp, một áp cấp cao và một áp cấp thấp. Đó, các linh kiện này, ở đây là có hai cái mạch nhỏ này, mạch này là hai cái mạch khối driver để điều khiển các con MOSFET cấp nguồn cho đóng mở nguồn cho hai vế công suất để cho nó hoạt động đúng nguyên lý của H. Khi chúng ta mở tín hiệu nhỏ thì nó sẽ sử dụng cái áp cấp thấp, và khi chúng ta sử dụng cái tín hiệu lớn thì nó sẽ sử dụng cái áp cao để đánh ở công suất lớn. Ở đây là mặt sau. Ở mặt sau thì sử dụng hai quạt. Quạt này là quạt zin đi theo máy, chạy rất là êm. Dây nguồn niền. Ở đây các cổng ra loa bằng giắc sấy sấy cài hoặc là giắc Dietrich. Và tem của hãng này, đánh trở kháng stereo là có thể đánh được 4 ohm nhé. Bra thì chúng ta sẽ chỉ đánh 8 ohm thôi, sẽ không đánh được chế độ 4 ohm ở cái chế độ khi chúng ta gạt sang cầu bra. Trụm hai kênh công suất là một. Ở đây là các nước gạt này, parallel, sister, bra, nước gạt độ nhạy tín hiệu đầu vào, nước gạt tiếp mát, và đây là các cổng kết nối tín hiệu đầu vào từ vang xuống hoặc là bàn mixer, đường link tín hiệu đi ra một thiết bị đẩy khác. Đây mặt sau này. Và mình còn một con nữa. Cái lô này thì nó về lẻ, nó sẽ có cả máy LA600, LA800. Mình sẽ quay ở những clip sau. Mỗi clip thì mình sẽ cố gắng là quay một con rất là chi tiết để mọi người có thể nhìn kỹ được cái sản phẩm. Chứ cũng không quay nhiều, quay nhiều thì sẽ quay lướt một lượt thì nó sẽ không được chi tiết. Ở đây thì mình sẽ quay rất là chi tiết từng con. Ở cái clip sau thì mình sẽ quay con model là V3 thì công suất nó sẽ nhỏ hơn và cái giá của nó cũng tốt hơn. Cái con này là model là V5, công suất là 800W một kênh. Cái con V3 thì công suất nó chỉ rơi vào tầm 600W một kênh thôi. Đây các linh kiện này. Rất là nhiều linh kiện nhé. Ở trên cái vỉ này. Vỉ xử lý tín hiệu đầu vào. Các lệnh từ con cảm biến. Đây các con cảm biến này. Cảm biến nhiệt. Khi mà quá nhiệt thì nó sẽ khi trên nó đánh công suất lớn nó nóng thì nó sẽ điều khiển cho quạt chạy nhanh này. Hoặc khi nóng quá thì nó sẽ cho máy nghỉ, đóng dơ le cho máy nghỉ để bảo vệ cái máy công suất này. Và các con op amp khuếch đại thuật toán cũng như là tầng tiền khuếch đại, tất cả đều được làm ở trên cái vỉ này. Rất nhiều linh kiện nhé. Ở phía bên trong này cũng nhiều linh kiện này, bên trong này. Đó. Con này thì nó sẽ dễ dàng cho cái việc sửa chữa sau này, bởi vì nó sử dụng hoàn toàn là linh kiện cắm, nên cái việc sửa chữa nó cũng dễ hơn, nó không kén thợ. Rất là nhiều linh kiện, công suất khoảng 800W một kênh, sử dụng công nghệ mạch CH. Đây, nhìn cái dàn tụ thì quá là đẹp. Cái dàn tụ này thì chúng ta sử dụng rất là yên tâm, tụ quá là đẹp luôn, 100V 6800 microfarad. Ở đây là quay lại một chút về hình thức mặt trước, sạch sẽ, không bị chảy xước, móp méo, dập bẹp. Và số lượng cái model này thì có một con duy nhất thôi. Và mình cũng xin báo giá con đẩy này để quý khách có thể lắm được. Với con đẩy này thì bên mình sẽ bán với cái mức giá là 3 triệu 800 nghìn đồng. Giá bán đã bao gồm phí vận chuyển tận nhà cho quý khách và bảo hành là 12 tháng để cho quý khách yên tâm sử dụng. Công suất đạt khoảng 800W một kênh. Thì con đẩy này quý khách có thể sử dụng để ghép với một cặp loa bát 40 từ 220 côn 100 hoặc hai cặp loa bát 30 từ 19 côn 76. Áp dụng với những cái dòng loa là chất là xịn. Hình thức này khá là đẹp. Vâng, và quý khách nào có nhu cầu mua con đẩy này thì hãy vui lòng liên hệ bên mình có số điện thoại là 0826 252 688. Số điện thoại bên mình có để ở góc bên tay phải của video này. Quý khách có nhu cầu mua hoặc là cần tư vấn thì hãy vui lòng liên hệ bên mình có số điện thoại đó. Hoặc quý khách có thể đến trực tiếp cửa hàng có địa chỉ tại phố Lẻ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để xem những sản phẩm về âm thanh karaoke. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video.
Xin chào tất cả mọi người.